cô ta. Em có giữ bằng cô ta. Em giàu hơn, em trẻ hơn, em xinh hơn. Tôi mặc kệ cô. Mấy cái thứ đó của cô đâu có làm tôi yêu cô được đâu. Nhìn cái kiểu ăn mặc quê mùa, da dẻ sần sùi thâm sạm đó, chắc là cái loại nghèo rớt một tơi rồi chứ gì. Đừng có ở đây xúc phạm người khác. Mai ăn mặc như vậy là vì Mai thích giản dị. Mai không thích xe xua giống như cô. Còn cô nói cô ấy nghèo hả? Cứ cho là cô ấy nghèo đi, nhưng mà cũng không tới nỗi nghèo nhân cách như cô đâu Vi à. Còn việc mà da cô ấy có nhiều khuyết điểm á, cái đó tôi lo cho cô ấy được rồi. Em cầm cái này dùng đi, đừng có để cho người ta có cơ hội xem thường mình. Hai người được lắm, tôi sẽ chống mắt lên xem. Nhưng mà cái này là gì vậy anh? Cái này á là tấm chắn cao cấp Lion 30 giây với 100% nguyên liệu nhập khẩu. Anh nghe nói cái này là một sản phẩm với 3 công dụng luôn. Đầu tiên á là nó tẩy tế bào chết cho da, rồi tiếp theo là nó cung cấp dưỡng chất giúp da mịn màng và trắng hồng, rồi cuối cùng á khi mà em sử dụng nó còn để lại mùi thơm nữa. Mà sản phẩm này đã được kiểm định kỹ càng rồi, rất là an toàn, cho nên là em cứ yên tâm mà sử dụng đi. Cảm ơn anh nha. Ồ, người quen nè. Hóa ra anh cũng chỉ là đồ tồi thôi á. Ý cô là sao? Thì anh bỏ nhỏ Mai quen người mới đó còn gì. Tôi là Mai đây, là người yêu hiện tại. Cô là Mai, nhìn cô khác quá ha. Cũng nhờ vì cô chê bai tôi nên tôi mới được có như ngày hôm nay. Nếu như không có chuyện gì nữa thì xin phép đi trước nha.